Chia tay đi, tôi không có quen con gái bác nữa. Thiệt không? Thế. Sao vậy con? Có chuyện gì từ từ nói, chuyện đâu còn có đó mà. Thôi mà anh đừng bỏ em mà. Bú ra, tôi có người khác rồi. Thương tôi ngọt ngào hơn mẹ có mấy người nhiều. Dữ vậy sao? Tao nghe tao mắc địch tới nơi rồi đó. Anh ơi đừng vậy mà anh. Chết. Con bước vô đây. Sao? Nhỏ đó làm nhiều nghề lắm đúng không? Da trắng, tóc dài, có biệt danh em O2 chứ gì? Ủa, sao bà biết hay vậy? Mày tới công chuyện của mày rồi. MO2 là viết tắt của MO2 đó. À, cò lon của mẹ con tao đó. Dính bẫy rồi. Chào mấy em gái. Trời ơi, bé này nhìn bủng bỉu quá ta. Huy, còn một ly nữa mày vô đây bưng coi. Để con bưng cho má. Tên bài không mấy em? Trời ơi, mày đây dễ thương quá. Má, nó qua đây nó phụ má nó kiểu gái nè. Hai đứa mày ra đây với tao. Này ba bán được nhiều hàng quá này con trai. Hả? Cho tiền đi chơi ghệ. Mày chỉ có xin tiền là hay à. Này mới vui phải tranh thủ chứ. Đi chơi về sớm phụ má nha. Hàng hóa quá trời kìa. Dạ má. Ê bà hai ơi, tôi thấy con bà nó chạy xe nẹt bô quá trời kìa. Ớn quá à. Trời ơi, cái thằng này về đây nó biết tay tôi. Tôi lấy hộp chất mỡ mới đánh tiền nha. Cái gì? Thiếu nữa hả má? Mai tôi kêu Huy qua lấy tiền đó nha. Nhớ rồi má, ai bị bà làm ngon chi. Ê bà hai, thằng quý tử của bà về kìa. Để tôi. Mấy đứa, nay má ra món mới nè. Món gì vậy má? Cà phê muối và cà phê dừa. Má làm gì cũng ngon. Mày bớt nịnh lại, chuyện kia tao chưa tính xong với mày đâu. Theo má đi pha nước con. Thử đi mấy đứa. Ngon. Bán đi má. Chị má bán nha. Nhà ngay tiệm cà phê của mợ hai nha. Nay má dắt em dâu ra phụ con nè. Dạ má. Ủa mà hai thằng kia đâu rồi? Không bao giờ ra đúng giờ hết á. Trinh, con thấy áo má mới may cho ba má con mình được không? Áo má may cái nào cũng đẹp hết á. Má là nhất. Ba má con bà vui vẻ quá ha. Nãy tôi thấy bà Duyên đứng bán cà phê dẻo lắm nha. Bà đó không chịu canh em dâu. Còn em nữa, sao không chỉ dạy em đó. Nay mặc áo mới nữa, hết biết ba má con rồi. Dẹo dẹo, tôi phạt ba má con giờ á. Đúng, phạt hai chị em nó đi. Phạt luôn má giờ đó mà hai chị em. Má sai, thì má chịu phạt. Má làm nước cho khách kìa, khách đợi kìa. Đang làm nè, không thấy sao mà còn hỏi. Bà hai, nước tôi có chưa? Cà phê dừa của bà nè má. Ngon quá. Canh nó cho má nha, tính luôn tiền để chổi hôm bữa. Ok. Sao mình quật thêm đi nữa bây giờ ta? Muốn thiếu tiền của mợ hai hả? Đâu có dễ. Sau một tuần bán cà phê muối, có doanh thu tốt. Dữ vậy má, nè hợp chi tiền đúng không? Má ơi, phần tôi nhiều. Hở cái là đòi chia, hôm nay má vui nên dẫn mấy đứa đi ăn buffet nha. Phải má không vậy? Tôi nghe lộn không? Lộn cái đầu mày, đi theo má. Tới rồi nè, bánh mì nướng mớt gì năm. Bánh mì nướng mớt gì năm, nằm trên đường Tân Hương, quận Tân Phú. Bắt đầu bán vào lúc 3 giờ nha cả nhà. Bánh mì nướng mớt gì năm, nay có thêm thịt xiên nướng và bánh mì thịt nướng. Vô chọn đi mấy đứa.
quá trời là topping luôn, nào là xúc xích, trà bông, chả cá chiên, ruốc, hành phi. Còn đây là lò nướng thịt, thịt được ăn kèm với nước sốt đặc biệt của dì Năm nha. Chỉ với 20k một hộp bánh mì nướng muối ớt full topping, còn tặng chai nước suối, thịt xiên nướng chỉ 10k, đủ buffet chưa? Tôi nghi bà lắm, bà đúng má tôi luôn á. Ê ngon nha má, ngon nha. Thiệt mày. Ngon nha. Tin má nha, má chọn là ngon. Phạt cho mày ha. Tao nghe tao mắc địch tới nơi nữa rồi đó. Ảo giác. Không cho dẹo thì ra mà bán. Đừng có nói nhiều, nhỏ nhẹ không muốn. Bữa nay hai thằng mày bán không được 500 ly cà phê, biết cái cảnh với tao. Bước cho bán. Tử tế không muốn đâu. Bày đặt chi cho khổ. Trời nóng quá. Một thằng đứng bán, một thằng ra quà cho ba má con tôi. Hôm qua má thấy Kiên dắt Trinh đi làm móng, đẹp lắm. Má cũng muốn làm. Ơi, tưởng về làm móng rồi mà, thay đồ đi, tôi dắt má đi. Chỗ này làm á hả? Đúng rồi, vô đi má. Ủa, làm móng được rồi còn kêu bánh nước chi cho tốn tiền vậy trời. Có đâu, tiệm mới má. Vậy thì được, thì cho em gửi menu nha. Bà có gì coi hoài má. Ủa thì tao kiếm cái nào rẻ rẻ tao làm chứ. Con trả tiền mà, xả láng đi. Ôi má nghe nói cái máy hơi hơ tài gì á, nó làm khô da tay không, má không làm đâu má đi. Trời, con tìm hiểu kỹ rồi, ở đây nó dùng cái máy hơ gì ánh đèn màu hồng á, xịn lắm. Má đi qua đây. Màu hồng. Chọn màu hồng này nha. Huy, má chọn thêm hộp nha, con lo á. Ok, hỏi máy má. Ủa mà cái này đâu tính tiền đâu đúng không? Dạ, cái này tìm em tặng. Ủa con, hồi nãy má nghe có khuyến mãi gì á? Con biết rồi, cái này làm neo được tặng nè. Thì giờ con tính tiền gì về? Mà tiền ở đâu mày tính? Mày lấy tiền của má đúng không?